Hey yo, xin chào tất cả những người anh em. Và hôm nay tôi có vài cái demo muốn cho các bạn nghe và sẽ cho các bạn biết là những dự án của Zifa sắp tới sẽ bùng nổ nhiều như thế nào. Thì chúng tôi sẽ làm phim, chúng tôi sẽ làm MV, chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ và chúng tôi sẽ làm những cái game show để cho các anh em thi và chỗ tài bản thân mình. Ok, và nghe cái demo nóng của tôi nhé. Check it out. Yo. Cat loose, wah. Yellow cat loose, wah. Yellow cat loose, wah. Yellow cat loose, wah. Cat cat loose, wah. Just yellow cat mui nước mắt có đã quá chật. Thâu cái nóng Việt Nam mình gạt trôi qua má đời. Tao không tin là mình cảm thấy nóng bức cả đời. Yeah. Cat cat loose, wah. Giờ tôi cần mua ly nước mát có đã quá trời. Trong cái nóng Việt Nam thì gắt trôi qua má đời. Tao không tin là mình cảm thấy nóng bước cả đời. Mày yeah. Kinh tao bỗng rác mắt tao càng xung quanh. Nếu đi công tác để ở nhà thì xung quanh. Dạ tao bỗng nát và tao thấy được phong vanh. Nhưng mà thích cái bỗng mát thì không biết cũng trong lành. Nhiều cái chết ở ngoài khơi cần có ai cứu. Trên mặt ngoài đời gánh luôn và cây cứu. Sống như loài dơi hắn đến một ngày ngủ. Nếu tôi tin chẳng hiện đời ai thích người ai xung. Cứ ở trong lòng mày nhưng mà cô bé hồng mày không phải là nhà vua. Đợi dung an phím thấy cái miệng để trả đũa. Vũ quan giáo hòa để cho người khác cùng đổ thừa. Đếp tới tấn đờ. Sống cho đời mà nói cho nghĩ trong mày được bao giờ. Mày nóng bức trong tâm can rồi tự hỏi sao giờ. Mày quyết chí qua gian nan ok từ tâm chờ. Nhưng mà mày quyết nó chút đất cũng mày để chết cho tâm giờ. Ok, và đây là demo bài nóng của tôi. Tôi sẽ cho ra cái MV bài này vào tháng 11. Các bạn hãy đón chờ những gì sắp tới của Zifa nhé. Nhớ like và subscribe channel Zifa Swag để nhận những thông tin mới nhất từ anh em chúng tôi. Goodbye. Tập khác nước quá. Giờ tập khác nước quá. Bây giờ tập khác nước quá. Công việc áp lực mày cảm thấy bị nhức đầu. Mày nóng quá hóa ngu bốc bát bị tức hầu.